Ừ, thưa sư, làm sao để biết mình đang nợ họ hay họ đang tạo nghiệp với mình? Vì con thấy có nhiều người rất hiền lành bị oan nghèo, khổ bị ức hiếp. Con thấy những người sát sanh giết hại chúng sanh hằng ngày, chẳng lẽ người khác nợ họ nhiều thế sao sư? con mong sự đáp lại và con xin hỏi thêm nữa là nếu họ lại bị mắng chửi rủa thậm chí đánh cha mẹ mình thì mình nên ứng xử như thế nào à, như sư nói đó chúng ta không có thần thông cho nên nói về nghiệp và quả của nghiệp chúng ta cần phải thận trọng tránh hai thái độ cực đoan thứ nhất là mình không có tin gì hết tức là mình không tin nghiệp và quả của nghiệp nó là một thái độ cực đoan cần phải tránh cái thứ hai đó là thái độ cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp thì nó không đúng ha? À, có những chuyện á, mình là người ở ngoài mình đâu biết được ví dụ như À, mình thấy một người họ hiền nhưng mà họ nghèo nhưng mà có khi họ hiền thì họ hiền ở một mặt nào đó thôi nhưng mà họ lại bị những cái xấu ví dụ như là dốt à, không biết cư xử hoặc là lười lao động à, hoặc là à, họ vì một cái nguyên nhân nào đó thì những cái đó mình không thể đổ thừa cho nghiệp được ha À, ví dụ như à, một cái anh mà ảnh mang tiếng anh hiền ảnh sống hiền nhưng mà hiền là hiền với cái nhìn của người ngoài thôi ừ. rồi à, một hôm nào đó thì ảnh thấy là người ta đánh à, cha đánh mẹ của mình rồi à, trong một cái cơn nóng không có dằn lòng được à, lấy dao đâm người ta rồi à, phải à, chịu án chịu án tù rồi đến khi mà, đương nhiên là khi mà chịu án như vậy thì mất công ăn việc làm. Rồi thân lại mang tiền án tiền sự. Đến hồi đi ra khỏi uh, hết hạn tù rồi đó. Thì cái việc kiếm ăn thì rất là khó. Khó mà kiếm được một việc làm khi mà đưa ra lý lịch thì họ lại thấy là tiền án tiền sự. Thì mình mặc dù là cái bản tánh của họ thì vẫn như vậy thì mình không thể nào mình nói là ở à, tại họ nghèo Chắc do cái nghiệp của họ không phải không phải nghiệp của họ đó là quyết định của họ nha quý vị nên tránh thái độ là cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp suy nhắc đi nhắc lại hoài cái chuyện này à, rồi um, trừ những trường hai thái độ cực đoan đó ra nói về nghiệp ừ, nói về nghiệp thì quý vị nhớ dùm sư một cái câu này thiện có thiện báo ác có ác báo không phải không báo mà là chưa tới lúc báo đơn giản như vậy thôi trong kinh ấy có trường hợp là một cái vị uh, nam cư sĩ sau khi mà hành thiền uh, thọ bắt quan trai ở chùa Ừ, trọn chọn một đêm rồi đó à sáng hôm sau buổi sáng khi mà trời vừa mới tờ mờ sáng đó, đi uh, đi ra ngoài thì khi mà vị này đi ra ngoài đó thì có một cái tên trộm nó chạy ngang qua và nó quăng nó bị người ta đuổi đó nó quăng cái túi đồ nó ăn trộm quăng trước mặt vị này và ngay sau đó người dân làng đó, tới bắt vị này lại và bảo là bắt được ăn trộm rồi tại vì trời nhá em mà đâu có biết được mặt mũi nó đâu thì thấy có người rồi thấy có bịch đồ ở đó họ nghĩ là tên ăn trộm đấy rồi vị này bị đem đi mà cái luật ấn độ hồi xưa đó thì đối với cái tội đó thì bị xử tử và vị này bị xử tử một cách rất là tàn khốc đó là bị vuốt cái tre nhọn đâm từ ở dưới đâm lên xuyên người và để như vậy cho tới chết chư tăng mới hỏi là tại sao một người nam cư sĩ rất là hiền thiện giữ giới trong sạch có tu tập đấy giữ gìn bắt văn trai mà vừa mới đi ra khỏi chùa lại bị cái nạn như vậy đức thế tôn nói đó cái kiếp này thì ngó là oan như vậy nhưng mà thực tế nó không có oan đâu tại vì đời xưa đó vị này từng vì tham sắc đẹp của vợ người khác mà vu oan cho chồng người ta, vu oan cho chồng người ta để chiếm hữu sắc đẹp, chiếm hữu cái uh, uh, vợ của người ta uh, của người khác, cho nên đời này người này bị vu oan. Đấy, rồi cái kiểu chết đó, là do đời kiếp xưa đó khi mà làm đứa bé đó có một cái trò vui là bắt cái con uh, những cái con như là con uh, bọ ngựa những cái, những cái con thú, những cái con uh, vật nhỏ dùng cái cây que đó, xỏ xiên đó chơi thì uh, do cái nghiệp, do cái ác nghiệp đó cho nên bây giờ là bị phải trả cái nghiệp như vậy. Uh, thành ra khi mà mình bị hại hoặc là thấy ai đó mà bị chịu uh, những cái gì mà nó uh, nó xấu thì thứ nhất á, là nên tránh cái thái độ là đổ thừa ngay cho nghiệp ừ, nên tránh thái độ đổ thừa ngay cho nghiệp phải xem xét coi cái lý do gì mà bị như vậy cái gì cũng có lý do à, khi mà mình tìm ra được cái lý do đó mình mới có cách giải quyết ví dụ như mượn nợ không trả tiền bị chúng nó đánh mình đổ thừa cho nghiệp thì tầm bậy không đi mình không thể nào nói là tôi bị đánh là, là do nghiệp không phải tại mình mượn nợ mình không trả tiền đấy đầu tiên là mình phải tìm cái lý do tránh cái thái độ cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp à cái thứ hai là khi mà mình đã loại ra được cái lý do đó rồi đó thì mình mới nghĩ tới nghiệp là ờ cái này có thể là do quá khứ mình cũng trời ở đức Hỡi đó hoặc là quá khứ người này cũng là trời ơi đức hỡi cho nên bây giờ nghiệp tới thì phải trả thì như vậy nó mới đúng ha rồi một vấn đề nữa đó mình giả sử như là mình đi hoặc uh, hoặc là một cái người giết con gà giả sử như một người giết con gà thì con gà đó nó bị giết là nghiệp của con gà nó đang trả cái quả báo của nó do cái kiếp xưa nó đã sát sanh ha. Nhưng mà cái người giết á là đang tạo ác nghiệp mới. Chứ đừng bao giờ đổ thừa là à, hồi xưa con gà nó nợ cái người này cho nên bây giờ là à, người này là phải à, à, con gà nó phải trả nợ để cho người này giết thì nó không có chính xác không có chính xác không nên đổ thừa cho nghiệp theo cái kiểu đó nha mà trong trường hợp nghiệp và quả nghiệp thì nên hiểu rằng người này đó đang tạo ác nghiệp và nếu như con gà nó đang trong trường hợp mà nghiệp ấy thì con gà nó đang cả nghiệp nhưng mà người này là đang tạo ác nghiệp ừ. và muốn chấm dứt việc này ấy, thì phải làm sao lấy ơn báo oán chứ không phải lấy oán báo ơn nha lấy ơn báo oán nhớ dùm câu này nhớ dùm câu này cái người hỏi và những vị mà trong trường hợp tương tự nhớ dùm câu này nó đánh tôi cướp tôi nó lấn tôi bức tôi ai ôm hiềm hận ấy hận thù không tự nguôi nó đánh tôi lẫn tôi, nó bất tôi, nó bức tôi, hiếp tôi. Ai buông hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Hận thù, diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đấy, À, um... từ bi thắng sân hận hiền thiện thắng hung tàn bố thí thắng sang tham chân thật thắng hư ngụy quý vị làm ơn nhớ dùm sư mấy câu pháp cú này à, để chi để khi mà người ta lấn mình người ta bức mình ấy người ta nhiễu hại mình mình nhớ mấy cái đó rồi mình hóa giải cái sự hận thù từ đó đó mình nguôi ngoài đi à, nguôi ngoài đi à, và đương nhiên đương nhiên là trong những trường hợp ví dụ như mình mượn nợ người ta người ta tới người ta đòi hoài mình không trả người ta, người ta đánh mình mình không thể nào mình nói là thôi buông đi buông đi buông đi buông đi buông là mình khỏi trả nợ luôn là không được nha phải biết vận dụng tùy trường hợp ừ.